Japano Kamene Sikaporo. Em tiếng Hán ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiên tha. Không gian tín ngân bao la, ôi phương đường về quá xa. Mợ ơi có thâu cho ta lòng lành lùng. Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại nói tiếp một cái chủ đề về một cái... Nhưng mà hôm qua mình vừa mới nghĩ đến một điều mà mình nói về cái chuyện loa. Vậy thì khi các bạn kết nối hai cái loa với nhau, các bạn có nên đấu nối tiếp hay là đấu sau? Bây giờ loa hai coi 4 ohm, mỗi cái 4 ohm các bạn đấu nối tiếp sẽ là thành 8 ohm. Còn nếu như hai cái loa đó là hai cái loa 4 ohm mà các bạn đấu song song sẽ là mỗi cái sẽ thành 2 ohm. Như vậy đấu đường nào hơn? Bây giờ mình cũng không phải là lên mạng đi nói những cái chuyện lăng nhăng lung tung, nhưng mà bây giờ mình sẽ phân tích một chút kỹ thuật, một chút kỹ thuật. Đối với mình, đấu song song không phải đấu nối tiếp. Tại sao? Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn biết. Tất nhiên sẽ có những cái hãng người ta sẽ đấu nối tiếp 4 ohm với 4 ohm là thành 8 ohm. Và lúc này âm ly sẽ nhẹ hơn và sẽ nghe sẽ hay hơn. Nhưng đó với yêu cầu chất lượng, đó là loa siêu xịn. Có nghĩa là loa siêu xịn là loa chính hãng nổi tiếng, sản xuất 100 cái phải giống 100 cái, 1.000 cái phải giống 1.000 cái, không lệch nhau một tí nào. Nhưng ở ngoài đời đây, các bạn sẽ không kiếm được cái loa gần như là bằng nhau. Mình nói như sau, đơn giản thôi, mình cũng không nói nhiều dài dòng làm gì cho nó mệt mỏi ra, đúng không? Mỗi cái loa nó sẽ đều có một cuộn dây, và mỗi loa nó sẽ có một cái độ, cái độ gọi là cái độ gì ta, người ta gọi đó là cái độ phẩm chất của loa. Phẩm chất của loa phụ thuộc vào nam châm và cuộn dây, không phải chỉ phụ thuộc vào mình cái nam châm, cũng không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hai cái đó, mà còn phụ thuộc vào kỹ thuật, tình cờ. Vậy thì khi các bạn đấu nối tiếp á, tức là các bạn sẽ đấu nó như thế này, hai thằng nó sẽ nối tiếp với nhau, đúng không? Nhưng nếu như một cái này nó ăn mạnh hơn, còn cái này yếu hơn, thì đương nhiên mọi thứ nó sẽ dồn hết cho cái này, còn cái này nó sẽ trở nên hoạt động yếu đi. Như vậy hai cái loa để có phẩm chất ngang tương đối nhau là ở trong thực tế là gần như không có. Chỉ có một số hãng người ta gọi là quá nổi tiếng, quá là sản xuất cái loa gọi là quá kinh khủng và siêu đắt thì may ra mới có hai cái loa về phẩm chất tương đồng nhau. Kể cả là cuộn dây bằng nhau, kể cả là giống nhau y đúc, nhưng khi ghép vào mỗi loa này sẽ có một cái phẩm chất riêng. Cho nên các bạn khi đấu nối tiếp, cái nào mạnh hơn thì nó sẽ hoạt động nhiều hơn, cái thằng ít hơn nó sẽ hoạt động kém đi. Như vậy có phải là hai thằng nó không hề hoạt động, không hề đồng đều? Mà nếu như nó hoạt động không đồng đều thì nó không hay, và có một thằng sẽ phải gánh nặng hơn một thằng kia đấy. Hát bé đi. Đó là sự nối tiếp. Cũng giống như bây giờ các bạn tưởng tượng như các bạn nối một củ khoai với một củ sắn, hay là nối một cái củ khoai nhỏ với một cái củ khoai to. Đương nhiên cái thằng khoai to nó sẽ làm việc nhiều hơn cái thằng nhỏ, và thằng nhỏ có khi là chết toi. Vì thế làm gì có hai cái loa có phẩm chất ngang nhau và tương đồng nhau được, không có. Cho nên phải đấu song song. Cho dù âm ly của bạn yếu một chút thì các bạn cố gắng cải tạo âm ly mà các bạn không đấu nối tiếp, trừ trường hợp hai cái loa đó zin đét đẹp đẹp cân bằng nhau. Nhưng mà đấu song song thì lại khác. Đấu song song thì mỗi thằng nó sẽ hoạt động riêng đặc biệt luôn.
Bây giờ tao đấu vào trong âm ly thì tao cũng làm, tao đấu có hai cọc âm ly thì tao làm việc riêng của tao, và thằng này đấu có hai âm ly thì nó cũng làm việc riêng của nó, chứ nó không liên quan, thằng này nó không liên quan gì đến thằng này cả, không dính dáng gì đến nhau cả, vì nó không hề nối tiếp mà nó trong sao. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Yeah.